Xin chào quý hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý hàng một căn nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho quý hàng. Cũng như căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 14m và được các chủ nhà xây dựng cũng như đúc kiên cố một trệt và 4 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình sẽ có sân để xe gắn máy, phòng khách, phòng bếp, mình sẽ có 5 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ hồng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông và lan can thì được làm bằng sắt uốn hoa văn cũng như những cái mảng trần được ốp nhựa giả gỗ trang trí rất là đẹp. Và phía ngoài mặt tiền thì được ốp đá rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Đặc biệt của căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm thông, thuận tiện để khách hàng vừa mua để ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán thêm, với con đường ở phía trước căn nhà. Một con đường rộng lên đến 4m, một con đường thông ở phía trước căn nhà. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà cũng như con đường ở phía trước của căn nhà để khách hàng tham quan. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút xíu là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà có tới 5 phòng ngủ và đã được các chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm này. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà và di chuyển vào khu vực bên trong để khách hàng tham quan. Thì phía ngoài sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có khoảng sân khoảng độ 2m để mình để xe gắn máy. Cũng như khoảng sân này thì phía bên trên cũng được các chị chủ nhà đúc bê tông kiên cố để mình có thể mình có một cái bàn ghế mini ở phía trước của căn nhà, mình có một cái sảnh để mình có thể ra bên ngoài mình vui chơi và hóng mát. Đây là khoảng sân ở phía bên trong căn nhà để mình để xe gắn máy, và kế tiếp thì mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng khách chính của căn nhà. Thì căn nhà mình đã được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Bên trong thì mình sẽ có một bộ bàn ghế gỗ, và hai bên tường thì mình cũng được ốp nhựa giả gỗ cao lên kín tường, rất là sạch sẽ. Phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Đây là khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và với căn nhà được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm và chỉ với giá 6 tỷ 650 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh thì quý hàng đang xem video, cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Với một căn nhà chỉ có giá tầm 6 tỷ hơn 6 tỷ một chút và đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong. Đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, mình có một phòng bếp rất là rộng và được các chị nhà thiết kế cho mình có những khoảng không gian để mình có thể để được 1-2 cái tủ lạnh rất là thoải mái. Và bên trong không gian phòng bếp mình có một bộ bàn ăn 6 ghế tặng kèm, và tủ bếp kệ bếp căn nhà thì được làm bằng chất liệu gỗ hứa sồi. Và không gian phòng bếp thì mình được ốp gạch đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát. Phía sau thì mình có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì phục vụ cho khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Và bên ngoài nhà vệ sinh thì mình có một lavabo để mình rửa tay cũng như mình có thể đánh răng rửa mặt ở khu vực ở phía bên ngoài. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng bếp của căn nhà cũng như phòng khách ở dưới tầng trệt để di chuyển lên lầu 1 cho đến với lại không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Với căn nhà được thiết kế full nội thất rất là đẹp và chỉ với giá hơn 6 tỷ là khách hàng đã sở hữu một căn nhà nằm tại trục đường Phan Huy Ích và sát bên là siêu thị EMS đang xây dựng cũng như sắp hoàn thành rồi. Khu này rất là đẹp, với căn nhà nằm trên một con hẻm thông và với công năng sử dụng có sân để xe gắn máy, phòng khách, phòng bếp và mình có tới 5 phòng ngủ chính cũng như 5 nhà vệ sinh và phòng thờ, phòng giặt cũng như sân thượng.
được anh chị nhà thiết kế có cầu thang lên trên mái rất là thuận tiện. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển ra không gian phòng ngủ phía sau căn nhà, phòng ngủ số 1 căn nhà. Thì căn nhà mình được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Bên trong mình có một số nội thất tặng kèm như giường và toàn bộ. Bên trong không gian phòng ngủ thì được ốp gạch đá cao lên khoảng 1 mét. Rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát, có gắn máy lạnh tặng kèm. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía sau căn nhà. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lại khu vực không gian phòng ngủ phía trước. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình thì được anh chị nhà thiết kế bằng gỗ gỗ cam xe rất là bền và rất là đẹp. Như căn nhà này thì mình có một cái khoảng sân ở phía trước rất là rộng, mình có thể ra bên ngoài vui chơi và mình hóng mát với căn nhà nằm trong khu nhà lầu rất là đẹp. Đây là khu vực không gian ở phía trước của căn nhà. Mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính lại một lần nữa và di chuyển vào khu vực bên trong cũng như không gian phòng ngủ số đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Toàn bộ phòng ngủ bên trong căn nhà mình thì đã được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm và có một cái nhà vệ sinh ở phía bên ngoài sử dụng rất là thuận tiện. Tiếp tục thì sẽ di chuyển lên khu vực không gian lầu 2 của căn nhà. Mình sẽ đến với lại phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Căn nhà mình thì được thiết kế có tới 5 phòng ngủ cho nên gia đình mình đang có nhu cầu sử dụng nhiều phòng thì quý hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý hàng đi xem. Với một căn nhà đang có một cái giá rất là mềm, một căn nhà nằm tại trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và là một con đường thông thuận tiện để quý nhà vừa mua để ở và kinh doanh buôn bán thêm. Với căn nhà có diện tích ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 14m và được các chủ nhà xây dựng hết đất cũng như được đúc kiên cố một trệt và 4 lầu. Mình có tới 4 phòng ngủ chính. Đây là không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Với không gian phòng ngủ đã được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Phía trước mình có ban công cũng như cửa để đi ra bên ngoài. Đấy là gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Mỗi phòng ngủ thì mình có một cái máy lạnh tặng kèm. Chỉ hơn 6 tỷ một chút xíu thôi là quý hàng đã sở hữu một căn nhà đã có sổ hồng riêng. Giấy tờ pháp lý rõ ràng, mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và căn nhà này có hỗ trợ, anh chị có hỗ trợ qua ngân hàng nếu gia đình mình có nhu cầu vay thêm tiền để mua căn nhà này. Và với một căn nhà được đúc kiên cố tới 4 lầu, căn nhà cho chính chủ xây ở cho nên rất là kiên cố và rất là chắc chắn. Di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ số 5 thì phía bên ngoài anh chị thiết kế cho mình có một cái nhà vệ sinh để gia đình mình có nhu cầu làm phòng ngủ thì rất là thuận tiện. Và đặc biệt phía trước anh chị để trống để gia đình mình có nhu cầu làm phòng thờ thì tùy vào cái nhu cầu cũng như công năng sử dụng của gia đình mình có thể làm phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình và phòng làm việc. Rất là tuyệt vời với công năng sử dụng tới 5 phòng ngủ chính và có cửa cũng như ban công đi ra bên ngoài thấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 5 và nhà vệ sinh phòng ngủ số 5 cũng như mình sẽ có một cái cầu thang ở phía sau để mình di chuyển lên trên mái, có một khoảng sân ở bên trong để mình phơi đồ. Đây là khu vực khoảng sân để mình phơi đồ và có cầu thang để đi lên trên mái để mình có thể là vui chơi cũng như trồng cây và thăm bồn nước thì rất là thuận tiện. Được cái chịu nhà gắn lan can rất là đẹp, có làm cầu thang để đi lên trên mái, sau này mình có nhu cầu muốn làm phòng thêm thì cũng rất là thuận tiện. Đây là khu vực phía bên trên sân thượng căn nhà. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.